À, xin chào tất cả các bạn hôm nay á, thì mình à, chia sẻ các bạn là một cái cây mai mà cái cây mai dáng lông của của bình định các bạn thì à, hôm nọ mình có đi ra ngoài bình định mình giao lưu với anh em ở ngoài đó đó thì à, mình có à, lấy về hai cái cây mai các bạn à, hai cây mai dáng lông ha thì à, hôm nay á, mình à, mình sẽ có cái à, à, cái video chia sẻ các bạn là cái cách mình phá thế một cái cây mai dáng lông các bạn thì em nội mình có đăng các bạn xem cái clip mà đi ra chỗ giường của anh Hải nè các bạn, đó, thì mình có giao lưu với với Hải là hai cây mai các bạn, đó, hai cây mai đặc trưng của Bình Định là cái cây giáng long đó các bạn, ha, giáng long thì các bạn thấy thì của người Bình Định người ta làm rất là đẹp các bạn, đó, ta làm, người ta trải chuốt rất là tỉ mỹ từ cái bộ rễ cho đến cái bộ nhánh các bạn, đó tất cả người ta đều trồng từ cái cái cây bằng hạt các bạn ha ta trồng từ hạt mà người ta trồng ở trong chậu không các bạn ơi ha trồng từ nhỏ đến lớn là hoàn toàn là trong chậu hết đó thì hôm nọ mình ra mình có lưu được uh, mấy cây các bạn cây này thì uh, một cái cây mà mình lấy cái cây nó là cây cây riêng nữa các bạn để mình về mình làm giống thì hôm nọ mình ra mình tìm chủ yếu mình đi ngay cái mùa Tết mà nó có qua các bạn mình vô vườn Mình tìm hàng ngàn ngàn cây mình mới tìm được một vài cây để mình về làm giống thôi Đó thì để hôm nào có giống mình chia sẻ bạn sau ha Thì hôm nay người ta đã gửi cái cây vô cho tới trong miền Nam cho mình đó các bạn đó, Đóng thùng gửi vô hay đóng, đóng khung gửi vô Thì cái cây dáng lông đặc trưng của Bình Định các bạn thấy thì nó có coi gì đó Bây giờ mình... Cắt bớt bộ rễ cây này ra Mình bỏ lên trên cái mâm các bạn Đó Thay vì cái cây này á Là cái cây giáng lông Thì nó là Nó nó thăng, nó thân thân trực các bạn Trực lắc ha Đó Lắc qua lắc lại uh, Theo cái hướng là tứ diện các bạn à, Khi mà cái bộ đế dưới đó Đầu tiên người ta bẻ cái co đầu tiên Đó Ngay cái bộ cổ đế ra Thì sau này nó sẽ liền lại Nó thành cái mình các bạn Nó giống như một cái củ vậy đó Rồi bắt đầu là nó lên Là người ta sẽ bẻ nó chiếc chi nó ra các bạn lắc lắc cái thằng nó về tứ phía các bạn đó. thì nó thành một cái cây trực lắc nhưng mà không có khuôn khổ giống như cây trực lắc trực bài của miền nam các bạn mà nó lắc dài lên thường thường thì mình thấy hình như là năm tán chín tán gì bảy luôn các bạn ơi đó thì người ta lắc dài lên đó. thì ở ngoài đó người ta gọi là cây giáng lông các bạn giáng lông có nghĩa là giống như con rồng đó các bạn rồng sáng sáng ha đó thì à, anh em ngồi đó người ta trồng cái cây rất là độc đáo là mình rất là thích là cái bộ rễ các bạn bởi vì người ta trồng á là từ cái cái con mà trồng ở trong cái chậu các bạn ha trồng từ trong cái chậu mà sang qua cái chậu từ nhỏ cho tới lớn thành ra cây nào nó cũng có cái bộ đế rất là rất là đẹp các bạn thứ hai nữa là có cái co mà đầu tiên đó người ta bẻ cô đầu tiên đó, thì sau này nó sẽ thành cái mình cái cây các bạn đó thì một cái cây truyền thống dáng long truyền thống mà nhưng mà hôm nay thì mình <laughs> chia sẻ với bạn là mình dùng cái cây dáng long này mình phá thế nó ra thành một cái cây cái cây này mình tạm gọi là cái cây dáng siêu các bạn cây trực siêu đó, ở trực siêu thì có một cái cành lạ bay ra ở đây mình kết hợp cũng nhiều thứ vô cái cây này các bạn <laughs> ở đây mình kết hợp là cái cây trực này, cây bay và cái cây siêu nữa các bạn để mình đưa cái cây nó lạ lạ vô một cái à, một cái chậu dĩa các bạn đó thì bây giờ để mình sau khi mình đưa nó lên mình cắt bớt cái rễ đó thì mình đưa nó lên nằm trên cái chậu mỏng này các bạn đó thì ở đây mình dùng cám dừa các bạn ạ cám dừa với cát mỗi thứ một phần nửa các bạn ha đó thay vì ở ngoài anh em mình bình định thì người ta trồng bằng cái cát cát phù sa đó các bạn. Đó cát bồi á. Thì ở đây mình về mình không có các bồi đó thì mình dùng cái phân dừa mình trộn vô cái cát xây của mình hoặc là các à, các 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 nền đổ nền đó các bạn. Thì mình trộn vô thì à, hai thứ thôi. Đó, cát với lại dừa với lại ít cho cháu nhưng mà mình hết cho cháu mình mình để cát với dừa, với dừa không à. Đó, để mình trồng nó thì à, mình nên trộn cát cho nhiều đó các bạn, bởi vì cái cây mai này nó đã quen cái cát rồi, cái thổ dưỡng của nó thì các bạn thấy là chuyên là cát thành ra mình pha một ít xơ dừa để giữ ẩm thôi thay vì mình không có cát phù sa bởi vì trong cát phù sa nó lại nó có một ít à, à, cái chất phù sa trong đó, đó các bạn chứ nó không có phải là cát không đâu thành ra mình à, độ một ít phân dừa vô đây sơ dừa ở đây thì nó có thể là nó giữ ẩm nó cũng như là cái cát phù sa thế thay thế các bạn đó thì các bạn thấy thì à, sau khi mình đưa nó vô cái mâm á, thì mình có để nó hơi nghiêng các bạn để hai nghiêng về một phía ha thì thì các bạn thấy khi mà mình để nghiêng qua đó thì nó thành một cái cây nó trực mà nó hơi siêu các bạn thì nó sẽ có một cái tay cành à, sau này mình sẽ lấy cái tay cành này mình cho nó bay về một phía nữa các bạn còn ở trên đây thì mình cắt bỏ mình dựng cái ngọn nhỏ lên thôi đó ở đây thì mình khi mà mình cắt á, thì mình ghép một coi vô đây các bạn sau này thì mình sẽ dựng cái đỉnh nó lên nó thấp lại thôi không có cho cái đỉnh nó cao nữa thì cái 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 tay đầu cái tay này nữa các bạn tay cành này nè thì mình sẽ ghép một bo rồi mình cho nó bay ra các bạn mình cho nó bay ra cho nó hết cái mép chậu luôn đó còn cái tay cành bên đây á thì mình cho cũng cho nó bay nó, mình cũng uống nó ra nhưng mà mình uống nó ngắn thôi các bạn vừa tới mép chậu thôi đó thì nó tạo ra một cái cây giống như là một cái cây trượt lắc các bạn đó mình chỉ cần ghép bốn bo vô cái cây này thôi thì các bạn thấy nó sẽ giống như một cái cây trực lắc các bạn nó cũng là cành một cành hai rồi cành phong rồi dựng cái ngọn đó. nhưng mà khi mà mình sau này mà nó nó mình uống nó ra đó thì cái cành bay này nè các bạn cái cành bay thì mình uống cho nó à, cho nó dài nhất đó để cho nó bay qua hết cái miệng chậu luôn bởi vì cái cây này các bạn thấy thì mình khi mình để nghiêng á thì mình để nó lệch về bên một cái À, một cái phần của cái chậu các bạn để lệch cho nó sát một bên chậu thì à, còn là một bên nó sẽ rộng hơn. À, lúc đó thì à, cái nhánh này nó lên đó. thì mình sẽ cho nó lớn nhất các bạn. Ha. đó mình mình uống cho nó nó ra hết cái phần miệng chậu của cái cây của nó các bạn. thì à, một bên ngắn một bên dài đó, nó tạo ra một cái cây bay các bạn. Ha. một cái cây có một cái cành bay ra. À, một bên đó thì cành ngắn thôi thì à, ở đây mình kết hợp là một cái cây à, trực lắc các bạn đó, nhưng mà có một cành bay nó hơi dài hơn thôi thứ hai nữa là cái thay vì trực lắc thì nó đứng các bạn nhưng mà mình để cái, cái cây này nó hơi nghiêng các bạn đó, hơi nghiêng về một phía à, đặc biệt là mình đưa nó vô cái mâm thì tạo cảm giác nó sẽ là một cây vừa bay mà vừa trực siêu các bạn đó sau khi mình cắt thì các bạn thấy thì mình để nghiêng một bên chậu nè nó có một cái thân nó hơi siêu qua thì nó nằm đến nửa chậu rồi các bạn đó thì từ nửa chậu đó mình sẽ cho một cái cành bay nó bay ra hết mép chậu luôn đó thì ý tưởng mình đã có các bạn bây giờ mình chỉ cần ghép vô rồi chờ thời gian thì nó lên nè ngay đây ha mình sẽ cho nó bay ra hết cái miệng chậu nữa các bạn thì cái tay này là cái, cái tay dài nhất đó, ở tay bên đây thì cũng vừa hết mép chậu nhưng mà nó ngắn các bạn thì các bạn thấy bên đây ngắn còn bên đây là cái cành phong đó các bạn đó cũng vừa tới mép chậu thôi thì các bạn thấy là cành một cành 2 cành 3 cành một cành hai cành cành phong và cành ngọn thôi đó đơn giản là như vậy các bạn thì ở đây mình vận dụng cái cây trực cây trực bài đó trực lắc đó các bạn để mình đưa vô cái cây này thì mình chỉ cần ghép bốn bo thôi đó thì ý tưởng mình đã có rồi sau này mình sẽ uống cái cây này cho các bạn xem thì cái cách làm này thì nói chung là nó cũng hơi mới các bạn à, mình thấy cũng chưa có anh em nào làm cái cách này thì mình cũng đã từng làm một cái cây này rồi cùng mình để ngoài phú quốc các bạn cây mình làm mấy năm trước đó, cả, cả, cả chục năm rồi đó thì à, lâu lắm mà mình <laughs> có thời gian mình không có chơi nữa nên ra bây giờ là mình mới làm lại thôi mà tìm cái cây thì ở trong miền nam mình thì nó cũng hiếm quá Thật ra hôm nọ mình có ra bình định thì mình tìm được mấy cây này mình làm luôn thì à, cái cây thứ hai này cũng vậy đó các bạn thì cái thứ hai này thì mình làm tương tự như cái cây đầu thôi nhưng mà cái thứ hai này thì các bạn thấy nó có một co à đó, nó không có được nó không có mình không có làm cao lắm nhưng mà mình làm chỉ có một co một thôi thì mình uống ba bo các bạn mà mình ghép ba bo đó, thì hai uh, cây nó cũng na ná nhau thôi thì uh, cây này cái thứ hai đó các bạn nó sau này mình cho nhánh nó sẽ bay ra hết miệng chậu còn bên kia thì ngắn thôi thì cũng giống như cây đầu thôi các bạn nhưng mà cây này thì nó có mình ghép có ba bo thôi nó thấp hơn tí ha đó thì à, hôm nay mình có cái video chia sẻ các bạn là phá thế cái cây giáng long nó làm lại thành một cái cây trực siêu mà có cành bay các bạn thì à, để sau khi nó lên đi rồi à, mình sẽ uống cho các bạn xem sao hả thì à, mình cũng à, video mình đến đây kết thúc rồi mình xin chân thành cảm ơn à, tất cả các bạn đã xem cái video của mình ha à, các bạn xem video thì cũng nhớ à, À, góp ý cho mình ha Còn mình Cái cách mà mình phá Thấy cái cây dán lông như thế này Nó có hợp lý không ạ Rồi mình xin chào Và hẹn những cái Video tiếp theo nha